trường. Tiếp theo sẽ là những thông tin liên quan đến thị trường tài chính ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư số 22/2010/TT-NHNN ngày 29 tháng 10. Dạ, thứ ba con mới về. À. Con sao vậy Nghi? Con bệnh hả? Dạ, con không sao ba. Nhưng sao ba thấy vẻ mặt con phờ phạc quá? Con thấy trong người sao? Con không sao thiệt mà. Con lên phòng nghỉ một lát là khỏe. À, thôi con lên nghỉ đi. Dạ. Con có chuyện muốn nói với ba một chút. À, ngồi xuống đây. Sao? Có chuyện gì muốn nói với ba? Nói đi. Chuyện đám cưới của con với anh Minh đó. Ba khỏi lo nữa. Tụi con chia tay nhau rồi. Tại sao? Có chuyện gì hả Nghi? Chẳng lẽ thằng Minh nó đã biết chuyện rồi sao? Trời ơi, con bé phải chịu khổ nữa rồi. Cứ nói thật với ba đi, đừng có giấu gì hết. Con không có giấu. Nhưng bây giờ anh Minh đã biết ba là ai rồi đó. Ba chuẩn bị tinh thần mà đối phó với ảnh đi. Nó biết chuyện rồi sao? Mà nó nói với con những gì? Giá như mà anh chịu nói với con một lời thì có lẽ là con dễ chịu hơn. Lần này con thấy mệt quá rồi. Con lên phòng nghỉ nha ba. Anh không thể nhìn em bằng cái nhìn của ngày trước. Dù biết là em không có lỗi, hãy thông cảm cho anh nghe. Em biết. Anh không thể nào sống bằng tình cảm nửa vời gượng em, nhất là những mâu thuẫn từ chính bản thân anh. Em thử nghĩ đi, nếu như chúng ta lấy nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi mà bị những tình cảnh đối nghịch chi phối, rồi chúng ta sẽ hành hạ nhau suốt đời hay sao? Em biết. Vậy thì tụi mình hãy chia tay nhau đi. Và em hãy quên anh. Và đừng quên là tụi mình đã có một thời thương nhau. Anh sẽ làm như vậy và sẽ sống đúng như vậy. Em đang nghĩ gì đó? Nếu mà anh đã quyết định như vậy rồi thì đâu cần quan tâm tới em làm gì. Bây giờ em nghĩ gì, em vui buồn thế nào, nó cũng đâu có ý nghĩa gì với anh đâu. Em cũng không có ý kiến về quyết định của anh. Em sẽ tôn trọng điều anh nói. Nhưng mà em chỉ xin anh một điều thôi, anh đừng quên là ba em đã già rồi. Đúng. Vậy thì ba anh thì sao? Một ông già sống lây lất bệnh tật với sự cô đơn mất mát, em còn gì để bào chữa nữa không nhỉ? Em không bào chữa, nhưng mà em cũng không muốn biến cuộc chia tay này của mình trở thành một cuộc cãi vã nhau. Anh hiểu không? Mình đã có quá nhiều lần như vậy rồi. Ít nhất á, bây giờ tụi mình chia tay với nhau, phải giữ lại một ít hình ảnh đẹp của nhau chứ. Anh cũng muốn như vậy. Anh cảm ơn em đã giúp cho anh tránh được những chuyện khó xử. Anh nói vậy là sao chứ? Có lẽ anh nghĩ khi bỏ rơi mình, anh sẽ phải nghe những lời đen nỉ, khuyên lơn hay nước mắt. Anh sợ bị mình làm nhíu nhíu. Còn nỗi đau mà anh gây ra cho mình thì dường như anh không hề nghĩ đó. Anh yên tâm đi, em đủ tự trọng để không làm phiền anh nữa mà. Em tưởng anh không bị dằn vặt sao Nghi? Phải chi nếu em không phải là con của mẹ, anh sẽ đỡ bị rây rứt hơn. Hãy tha thứ cho anh. Một ngày nào đó anh sẽ trả ơn mẹ đã nuôi anh. Mẹ không quan tâm tới chuyện này đâu. Và anh cũng đừng có nói nữa. Có thể là anh đã không tế nhị,
chỉ nói điều này trước mặt em, nhưng dù sao đó cũng là sự thật em. Nói chuyện ở dưới đó đủ rồi, em tự về được, anh không cần phải đưa đâu. Mọi thứ đau khổ mình có thể chịu đựng được, nhưng sao việc ảnh quanh mình mà trái tim không quyến luyến, làm mình đau khổ tuyệt vọng. Có lẽ anh chưa yêu mình sâu sắc đến mức phải khổ, vậy mà mình lúc nào cũng cho là tình yêu có thể chi phối tất cả. Anh đâu có hiểu mình đã phải đem tất cả nghị lực yếu ớt của mình để chịu đựng hoàn cảnh, trong khi mình ước ao được dưỡng dưng như anh. Muốn ăn đòn không? Muốn á. Trời đất ơi, anh sẽ không đánh đòn em đâu. Anh trừng phạt bằng cách khác. Cách gì? Thấy gì không? Nè, cho ăn lại nè. Thôi, không thèm, không thèm. Thôi, không thèm, không thèm. Ăn đi. Không thèm. Ăn đi, ăn đi.